Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc mini đang múc đắp bờ để bao đê nha. Lúa bây giờ là mưa các bạn, nước rất là nhiều trên cánh đồng là ở dưới kinh đó, nó tràn lên luôn. Để mình gom lại chiếc xe cuốc cho các bạn cùng xem nha. Để mình coi chiếc xe cuốc này hiệu gì nha các bạn. Như mình độ vàng vàng chắc Sumitomo hay gì đây, mình chỉ đoán thôi nha các bạn. Đó, anh đang múc đắp chiếc xe cuốc này chắc không 1,5 đâu các bạn. Đang bè cái bờ này, múc đất lẻ nha các bạn. Nước bây giờ là lúc bờ hết trơn rồi. Để rồi quay qua lúa bên đây nè, nước quá mới cắt cũng không được luôn các bạn. Đang bè bờ, đang lấy máy dầu á, rút nước cho bớt. Rồi Sumitomo rồi các bạn, Matsu các bạn ơi, Komatsu. Chiếc máy cắt ở ngoài kia đang chạy vô nữa nè các bạn, cắt lúa nước luôn. Cái chiếc ngoài kia đang đậu luôn. Quay cái ở đây là ở cánh đồng lò gạch nha các bạn, ở chợ lò gạch. Xe cuốc cách vị trí của mình khá là xa nha, để mình zoom nhỏ lên các bạn. Cắt bằng cắt lúa chạy vô luôn.
50 cây. Chạy về tới đó sao ngừng rồi các bạn ơi. Chiếc máy này, chiếc máy cắt nhân mai này các bạn, mình độ độ chắc 103. Để lát mình chạy vô gần mình quay tiếp coi cái chiếc máy cắt này mới cắt gì nha. Xe lúa cũng chạy theo luôn, xe chở lúa. Nước mà uống lúc cái bánh xích luôn. Còn cái xe kéo đang chạy vô này, nước này các bạn. Nước chạy tràn tràn luôn. Qua bờ của anh múc đó luôn. Cần các bạn lúc này chở ít nữa, bác không biết chắc nó có lúng không, chở nhiều sợ lúng á, cho nên lâu thêm cho nên chở ít ít cho lẹ nó mau. Quá dữ dội luôn rồi các bạn ơi. Còn hai cái máy dầu ở đằng kia bơm nước ở đằng á, để mình gùm lại cái máy dầu này các bạn. Bật hai máy bơm luôn. Phức cái máy kéo à, có máy dầu à, máy dầu lúc muốn lúc dưới nước luôn nè. Phía ngoài này thì nó cắt đang chạy vô. Que thì đang múc. Cái chiếc que này múc vừa rồi là anh máy cắt cắt rồi luôn á các bạn. Cái này mình đổ đồ ra đây ra đó có khoảng từ cả trăm công đất đó các bạn. Thank you.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng các bạn. Cảm mời các video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký chuông ủng hộ mình nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.